Thưa quý vị, mô hình phát triển du lịch sinh thái biển là thế mạnh hiện nay đối với các tỉnh ven biển có diện tích bãi bồi trải dài như tỉnh Bạc Liêu ta. Nhận thấy ưu điểm này nên ban giám đốc hợp tác xã Đồng Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình luôn trăn trở tìm mọi cách mở rộng quy mô của mô hình nuôi nghêu hiện tại, đa dạng hóa nuôi các loài thủy sản khác để phát huy tiềm năng lợi thế của vùng đất bãi bồi được thiên nhiên ưu đãi cho địa phương phát triển du lịch, nhằm từng bước ổn định cuộc sống cho phần lớn xã viên nghèo khó. Qua tìm tòi, khảo sát mô hình và học hỏi cách làm từ nhiều nơi, ban giám đốc hợp tác xã Đồng Tiến đã mạnh dạn đầu tư chỉ lên kế hoạch chi tiết thực hiện mô hình. Với sự đồng thuận nhất trí cao của thành viên hợp tác xã, mô hình du lịch sinh thái biển đã được triển khai và đưa vào hoạt động. Sau thời gian chuẩn bị gần 6 tháng nay thì về mặt cơ sở vật chất thì hợp tác xã cũng ráo riết chuẩn bị. Tuy nhiên, để được sự đồng thuận của bà con thì hợp tác xã đã tổ chức đại hội thường niên và được sự thống nhất 100%. Mô hình du lịch sinh thái biển được hợp tác xã triển khai hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư với số tiền 2 tỷ đồng xây dựng các hạng mục, nhà sàn phục vụ ẩm thực có sức chứa khoảng 150 khách, khu trưng bày các sản phẩm OCOP của hợp tác xã và địa phương, khu phục vụ các món hải sản tươi sống, đầu tư hệ thống hồ chứa nghêu, sò, ốc, cá để du khách có thể tự trải nghiệm. Và giai đoạn 2 dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ đồng để mở rộng mô hình dịch vụ. Trước mắt hợp tác xã sẽ xây dựng cái phương án thứ nhất là trên 3 hectare đất để làm một cái khu du lịch trải nghiệm, thì để trưng bày quảng bá những cái sản phẩm gì mà hợp tác xã đã làm ra được. Chiến lược của hợp tác xã thì hợp tác xã là một cái điểm nhấn về cái hải sản. Cái thứ nhất là con nghêu, là hợp tác xã có cái bãi biển là 900 hectare để cho du khách là tham quan trải nghiệm bắt nghêu. Tận dụng nguồn lao động sẵn có, tất cả các khâu từ phục vụ ẩm thực cho đến đưa đón du khách tới bãi tham quan đều do con em thành viên hợp tác xã đảm nhận. Cái vùng Nam của lộ 1A đó thì có thể nói là không có nhiều, gần như là không có cái khu du lịch phát triển với trải nghiệm các loại hình này, các sản phẩm này. Cho nên là hiện nay chúng tôi về mặt định hướng thì chỉ đạo cho cấp ủy chính quyền tạo điều kiện quan tâm, ủng hộ làm sao để cho cái các hợp tác xã, mà nhất là hợp tác xã Đồng Tiến để phát triển mạnh cái này. Vì hợp tác xã Đồng Tiến là một trong những hợp tác xã là đi đầu trong cái nuôi trồng thủy sản và mở cái điểm du lịch này. Và hợp tác xã này đó thì cũng là một hợp tác xã mà hiện nay nó mang lại cái ý nghĩa chính trị, ý nghĩa xã hội rất là lớn. Riêng cái bãi nuôi nghêu không là hợp tác xã này giải quyết là trên 500 lao động, tạo điều kiện cho công an, cho người dân có việc làm, có thu nhập. Và sắp tới thì như tôi nói là phát triển mạnh cái khu du lịch này nữa thì sẽ giải quyết công an việc làm, giải quyết lao động thêm. Mô hình phát triển dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có từ vùng đất bãi bồi rộng hàng trăm hecta kết hợp với xây dựng mô hình du lịch sinh thái biển sẽ mở ra hướng đi mới bền vững, đúng định hướng. Một mặt vừa tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm được du khách tiêu thụ tại chỗ, mặt khác có thể thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ ẩm thực. Các sản phẩm được chế biến từ những món đặc sản sẵn có của hợp tác xã sẽ góp phần nâng nguồn thu cho hợp tác xã, giúp cho thành viên hợp tác xã có việc làm ổn định, từng bước nâng cao đời sống cho xã viên nghèo sẽ là một hướng đi bền vững.